mấy ca vẫn thằng đâu mà xuân mơ về trên khắp ngàn mùa xuân về đời bóng lòng chương trình, những cái hội thi để mang sâu cái bản sắc văn hóa của dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa để làm sao mà con em quê hương chúng ta luôn tự hào là sống ở quê hương Xuân Giang anh hùng cách mạng, giữ truyền thống hiếu học để phát huy kế tiếp truyền thống cha anh.